cả nhà có, bây giờ tôi còn lạc đường luôn á. Cả nhà có biết cái vườn này là vườn nào không? Lâu lắm rồi, 2018 lận. Đây, vườn của ông này đây. Cả nhà có nhớ không? Có nhớ Đức không? Đức sử dụng si là từ ngày bao nhiêu? Của năm nào? 22 tháng 8 năm 2018. À, hồi đó em sử dụng xong mười mấy ngày là anh xuống á hả? 12 ngày. À, 2 ngày là anh xuống. Là anh nhớ. Lúc đó ngọn như thế này nè. À. À, và đúng rồi, lúc đó hồi búp vậy nè, mà nó mới qua đầu, mới qua đầu đúng không? Nó mới qua đầu. Mà sao Đức lại lớn chậm cây sầu riêng ta? Đó. Cái clip này ha. Cái clip này là chúng ta cũng quay luôn. Làm trái nhưng chúng ta thấy tại sao cái cây sung này ha. À, thì là trái nó ít như thế này ha. Mà cái cây kia là nó trái nó nhiều hơn, cùng một công thức phân hóa mầm hoa, thì tí xíu mình sẽ nói cái chỗ này, nói lại thôi ha, nó là như vậy. Rồi. Ok. Như thế này. À, nói luôn là cái clip này tôi dành cho anh em đại lý và nông dân của Thuận Thiên. Còn mấy anh em đố kỵ thì tốt nhất đừng có vào nghe, nghe nhức đầu. Nó nói vậy chứ không lũ vô nghe, trốn ở trong cái YouTube tôi nhiều lắm. Thuận Thiên thì làm nông nghiệp á, người ta cho là đi ngược. Đi ngược với Việt Nam thôi, đi ngược 70 năm rồi với Việt Nam. Nên cái chuyện thị phi, tôi nghĩ rằng là trên thị trường Việt Nam thì không có cái sản phẩm nào mà thị phi như cái si. Nhưng cái thị phi này tôi rất là mừng nha. Mà nhờ cái thị phi, nhờ cái hàng ngàn cái clip và hàng chục ngàn nông dân. Không phải nông dân đâu, không phải nông dân đâu. Không phải nông dân. Mà cái này là đối thủ. Nói xấu về si. Mà sau 7 năm, công ty Thuận Thiên càng ngày càng mạnh. Thật sự, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến những, đặc biệt cái người nào hồi xưa mà hack cái Facebook tôi đó, mà nếu liên lạc với cái số điện thoại của tôi ở công ty đó, thì tôi sẽ có quà tặng cảm ơn. Thật sự là cảm ơn chân thành. Nhờ bạn hack Facebook mà tôi vào YouTube để cho nông dân biết được si nhiều hơn. Nhưng cũng nhờ các bạn nói xấu mà nông dân lại hiếu kỳ. À, trong hệ thống đại lý của tôi có một số người là hồi xưa em cũng vậy đó anh, em nghe cái gì mà cái sản phẩm gì mà tối ngày bị chặt chém, em mới vào em coi và em thấy những cái lý thuyết của anh nói nó có lý. Tức là duyên, có phước thì cùng duyên, còn không phước thì nó nghịch duyên, thấy không? Những cây mà nó không sung thì nó lại trái nhiều hơn. Thì những cây sung là phải ức chế mạnh tay hơn, chứ phun cùng một liều là không thể. Nên là phải linh biến. Thí dụ như cái phân hóa mầm hoa đó, thay vì 1 kg là pha 400 lít nước thì chúng ta pha 300 thôi. Đó, và cái oligo cũng vậy, chúng ta rà kỹ lên. Đó, rà kỹ hơn. Những cây này, đại loại vậy. À, thì nó sẽ đều thôi. Nên làm bông nó cao nghệ thuật. Nên làm anh em Thuận Thiên á, nếu mà vào các clip mà nó xấu á, thì chúng ta chỉ cần nói một câu thôi, rồi chúng ta không cần đôi co gì cả. Chúng ta chỉ nói một câu là cái vườn này do ông Tuấn cho nghỉ. Thí dụ như vườn của ông Thịnh ở dưới Long An đó, là làm đại lý đi học luôn nha. Sau đó vườn nó đẹp, xì mũ hết trơn. Sau đó tôi có xuống thăm. Rồi tôi thấy ở sau nhà có ủ một cái thùng đạm cá mà nó thu quắc à, ốc vậy đó. Tôi nói đừng nha, cái này là con dao hai lưỡi nha, phải biết cách xài nha, khi cây này cây khỏe lên tôi cho xài. Sau đó tôi rời gót thì khoảng độ 1 tháng mấy sau á, vườn bị xì lại. Nhân viên đi kiểm tra, phát hiện bón NPK, giọng cái đạm cá ủ thứ quắc đó vô. Rồi gì ạ? Bón cả phân hữu cơ tào lao, rẻ mà. Cái lúc cái giai đoạn mà tôi làm clip về hữu cơ tào lao á, mà tôi cho nghỉ từ tháng 4 năm 2020 rồi. Nhưng mà giờ vẫn ấm ức. Tại đại lý mà còn không ngoan nữa thì thôi, chia tay cho rồi. À, nên chúng ta thấy cái clip nó cắt xén. Nên tôi chỉ đạo không có rảnh hơi đâu mà vô. Không có rảnh hơi đâu mà vô mà đôi co để thời gian đi phục vụ nông dân. Được chưa? Cái thứ hai
là đã làm nông dân của Thuận Thiên thì phải biết nè, uống cà phê ngay CC này, đám cưới ngay CC nè, biết rồi, tìm hiểu rồi mới cưới, rồi mới mua. Nên từ mấy cái clip này hồi xưa đó, nó nhiều vô kể lắm, mà lúc đó tôi mới có 6-7 cái đại lý à. Năm 2000 cuối 2015 là đầu xi nó nổi tiếng lên rồi, thì bắt đầu mấy ông mới lấy, mới là tiêu diệt đó. Rồi 16, 17, 18 là tôi nói hàng ngàn các clip. Thì có một số nông dân á vào thì gửi cho tôi: anh Tuấn ơi, người ta nói xấu anh nè. Thì tôi ok. Nhưng có một số nông dân thì về sau ạ: anh Tuấn ơi, tôi coi cái này tôi lo quá. Tôi hỏi anh sử dụng si bao lâu rồi? Tôi sử dụng si hơn 5 rồi. Vườn đẹp không? Đẹp. Tôi mới nói vậy nè: anh ơi, giờ tôi hỏi ngược lại anh nha. Anh đi công tác xa nhà, anh về, cái thằng hàng xóm á, nó muốn cướp con vợ của anh. Nó nói vợ ông ngoại tình á. Cái ông tin, ông lo, ông tin. Cái ông hỏi: em có ngoại tình không? Thì con vợ làm sao ạ? Vợ nó buồn chứ, Thuận Thiên sẽ buồn chứ, tôi sẽ buồn à. Nhưng con vợ nó sẽ nói một câu vậy nè: anh ơi, anh là thằng ông hèn lắm, vì không có lập trường. Mà không có lập trường, đàn ông mà không có lập trường thì không nên làm chủ, đi làm thuê đi. Tôi nói khuyên, tôi khuyên chân tành á. Tại vì mấy cái người đó, một chiếc lá rụng họ cũng rung, không có lập trường thì làm sao làm trụ cột gia đình được. Nên là tôi hỏi ngược lại đó, hỏi ngược lại ông dân đó. Đó, anh trả lời đi. Im ru. Có một ông trong YouTube và một ông ở trong Zalo.